Nữ tình nguyện viên khoe giấy đi đường lên Facebook kèm nội dung được chạy vòng vòng, cảm ơn ông anh trai. Tạm giữ hai đối tượng đánh lực lượng chống dịch để thoát thân. Bắt giữ nam thanh niên tấn công lực lượng chống dịch. Chủ tịch xã thông tin về clip tổ trưởng ém gạo không phát cho dân. Bắt giữ đối tượng dùng mảnh kính tấn công cảnh sát. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với những tin tức nóng nhất về tình hình an ninh trật tự, các vụ án vấn đề pháp luật trật tự xã hội, công an đang được dư luận quan tâm. Bản tin của chúng tôi sẽ được cập nhật liên tục 24 giờ, mong quý vị hãy dành thời gian theo dõi. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện bài viết khoe giấy đi đường dùng để chạy vòng vòng, được cho là của một nữ tình nguyện viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể trong bài đăng chị mở viết: "Cuối cùng em cũng được ra đường, được chạy vòng vòng, cảm ơn ông anh trai của em." cơ quan chức năng đã mời một nữ tình nguyện viên lên làm việc sau khi người này đăng tải giấy đi đường lên facebook kèm theo thông tin dùng giấy này để chạy vòng vòng theo ông nữ tình nguyện viên này có hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm nhiều ngày nay khi có giấy đi đường do thích thú quá nên đăng lên facebook khoe sau khi xảy ra sự việc phường đã thu hồi giấy đi đường và yêu cầu cô gái này không làm công tác hỗ trợ nữa cô gái đăng tải ảnh giấy đi đường nêu trên là chị vntm trong bài đăng chị m viết Cuối cùng em cũng được ra đường, được chạy vòng vòng, cảm ơn ông anh trai của em. Ủy ban nhân dân phường An Phú cho biết, giấy đi đường mẫu mới mà phường cấp cho chị Mở mang số thứ tự 077 do thẩm quyền trưởng công an phường An Phú ký đóng dấu. Giấy nêu nơi làm việc là Ủy ban Nhân dân Phường An Phú, với vị trí công tác tỉnh nguyện viên, mục đích tham gia giao thông phòng chống dịch COVID-19. Theo vị chủ tịch phường, mới đây phường tuyển tình nguyện viên nên chị Mở đăng ký tham gia. Do các lực lượng tham gia phòng chống dịch cần có giấy đi đường nên phường đã cấp cho chị M. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Tháp 10 Đồng Tháp đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Sơn, 29 tuổi và Trương Văn Nguyên, 28 tuổi, cùng ngụ xã Thanh Mỹ về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó nhận được tin báo của người dân tại ấp Lợi An, xã Thanh Mỹ, có nhóm thanh niên đang tụ tập ăn nhậu. Tổ phòng chống dịch xã Thanh Mỹ đã đến kiểm tra. Qua đó bắt giữ được Sơn và Nguyên, các đối tượng còn lại bỏ chạy. Tổ công tác phân công anh Mai Văn Diệp, đội trưởng đội dân phòng ấp Lợi An ở lại giữa hiện trường, các lực lượng khác tham gia đuổi bắt các đối tượng còn lại. Lúc này đối tượng Sơn và Nguyên đã dùng tay đánh vào vùng mặt và dùng chân đá vào người anh Diệp, gây thương tích trước khi bỏ chạy. Liên quan đến vụ việc trên, Công an xã Thanh Mỹ đã đề nghị xử phạt bốn đối tượng số tiền là 60 triệu đồng về hành vi không thực hiện các quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp không đeo khẩu trang, di chuyển ra ngoài khi không có lý do chính đáng. Nhưng khi bị nhắc nhở, đối tượng Phạm Thanh Tùng đã có hành vi tấn công cán bộ làm việc tại chốt kiểm soát dịch. Theo tin từ Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thanh Tùng, sinh năm 1994, trú tại Giao Tất A, Kim Sơn, Gia Lâm để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó khoảng 18 giờ 30 phút ngày 26 tháng 8, Phạm Thanh Tùng đi bộ một mình từ thôn Giao Thất A đến chốt kiểm dịch số 2 thôn Giao Thất A và xin được đi qua chốt. Thời điểm này đối tượng không đeo khẩu trang, vi phạm quy định phòng chống dịch. Lúc này tổ công tác xác định Tùng không đeo khẩu trang và ra ngoài không có lý do chính đáng nên yêu cầu Tùng đeo khẩu trang và quay về nhà. Mặc dù được nhắc nhở nhưng đối tượng Tùng không chấp hành, vẫn cố tình đi qua chốt và có hành vi chửi bới thách thức đối với lực lượng đang làm nhiệm vụ trước hành vi của đối tượng một cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện gia lâm đã dùng điện thoại cá nhân quay video lại hành vi vi phạm của tùng thấy vậy tùng bất ngờ dùng tay đánh trúng gáy của vị cán bộ trước sự việc trên các thành viên khác tại chốt kiểm dịch đã hỗ trợ khống chế tùng và đưa về trụ sở công an xã kim sơn để giải quyết bước đầu xác định vị cán bộ bị xây xước bầm đỏ sưng phù ở vị trí vùng đầu sau tay trái tại trụ sở công an xã kim sơn tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình theo công an huyện Gia Lâm, Tùng là đối tượng có tiền án tiền sự khi phạm tội cố ý gây thương tích vào năm 2014. Công an xã Kim Sơn đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Tùng về hành vi chống người thi hành công vụ, đồng thời đề xuất Ủy ban nhân dân xã Kim Sơn ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 4 triệu đồng về hai hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng và ra ngoài trong trường hợp không cần thiết. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Tối qua trên mạng xã hội lan truyền clip có tiêu đề: "Dân không có gì ăn, nhà nước cấp gạo thì tổ trưởng giấu mấy tấn không phát cho dân". Clip ghi lại cảnh nhiều người tập trung trước một ngôi nhà khóa cửa ngoài, được cho là nhà của tổ trưởng tổ 229, thuộc ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người lớn tiếng cho rằng gạo tổ trưởng mang dấu không phát cho dân trong hơn 10 ngày qua. Clip còn cho thấy gạo được chất khá nhiều trong căn nhà nói trên. Clip còn có hình ảnh công an địa phương đang ghi nhận phản ánh của người dân clip nhận được nhiều bình luận và đa phần là chỉ trích thái độ thờ ơ của tổ trưởng. Trao đổi với phóng viên ông Trần Minh Hà, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Hưng cho biết đang thông tin sự việc cho Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh để nơi đây báo cáo lại ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố. Theo ông Hà, sự việc xảy ra vào trưa ngày 28 tháng 8, căn nhà trong clip đúng là của tổ trưởng tổ 229 thuộc ấp 5, đồng thời là trưởng ban công tác mặt trận ấp 5. Căn nhà này được anh tổ trưởng cho chính quyền địa phương mượn làm chốt trực dân phòng trong thời gian khu vực bị phong tỏa do Covid-19 vừa qua. Theo ông Hà, ấp 5 vận động được một số gạo từ các mạnh thường quân để chăm lo cho dân nghèo trên địa bàn. Trụ sở ấp 5 nhỏ ẩm thấp nên gạo được để tạm trong căn nhà nói trên. Trong sáng 29 tháng 8, gạo chất trong nhà này sẽ được trao cho 300 công nhân xây dựng đang ở tạm tại công trường không về nhà được do dịch bệnh. Ông Hà còn thông tin thêm, người dân ở ấp 5 được chính quyền địa phương chăm lo đầy đủ thực phẩm trong những ngày giãn cách xã hội. Sự việc đáng tiếc xảy ra có thể do một số người dân hiểu lầm, ông Hà cho biết. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Bị cảnh sát nhắc nhở vì gây rối, đối tượng tài không chấp hành mà còn dùng mảnh kính để tấn công một cán bộ. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan này đang tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Tài, 26 tuổi, quê Cần Thơ, về tội chống người thi hành công vụ. Theo cảnh sát, trước đó vào chiều 25 tháng 8, Công an phường Phước Bình, thành phố Thủ Đức nhận tin báo về việc một người đàn ông có dấu hiệu say xỉn gây dối trật tự công cộng tại dãy nhà trọ ở khu phố Bến Cát. Đại úy Trần Minh Hiếu và Thượng úy Hoàng Bảo Anh đã đến hiện trường yêu cầu người đàn ông này không được gây dối. Tuy nhiên người này không hợp tác mà còn đấm vỡ gương soi mặt rồi dùng mảnh kính vỡ tấn công làm đại úy hiếu bị thương ở vùng đầu. Cảnh sát khống chế tài đưa về trụ sở. Qua kiểm tra, tài có nồng độ cồn trong máu lên đến 0,412 mg trên một lít khí thở. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Mặc dù rất sợ hãi nhưng cô gái này vẫn bình tĩnh lấy điện thoại, quay lại toàn bộ hành vi kinh dị của gã đàn ông biến thái. Tiểu Trinh chính là cô gái đã quay lại đoạn video clip trên rồi chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc. Sự việc mới xảy ra gần đây trong một nhà vệ sinh công cộng tại thành phố Mậu Xanh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Trong lúc đi vệ sinh, Tiểu Trinh đã bất ngờ nhìn thấy một đôi chân đàn ông dưới khe cửa. Vô cùng sợ hãi nhưng Tiểu Trinh vẫn đủ bình tĩnh, lấy điện thoại quay lại sự việc, làm bằng chứng, phòng có chuyện xấu xảy ra với mình. Theo những hình ảnh được ghi lại trong clip, người đàn ông rón rén đi tới trước cửa phòng vệ sinh nữ, tiểu trinh nghĩ rằng đó có thể là một nhân viên lao công hoặc có thể là một người phụ nữ đi dép nam giới nhưng khi người lạ này quỳ xuống ngó mặt vào bên trong khe cửa hở tiểu trinh đã khóc thét lên vì người đó là một gã đàn ông biến thái biết mình bị quay phim gã đàn ông biến thái đã sợ hãi và lập tức bỏ đi tiểu trinh từng được nghe kể về sự việc tương tự tại nhà vệ sinh công cộng của tòa nhà và khi chính mình gặp phải tình huống trên cô đã quyết định quay lại sự việc để làm chứng cứ Tiểu Trinh đã nộp chứng cứ cho cảnh sát và các cơ quan chức năng để tiến hành điều tra truy tìm danh tính gã đàn ông biến thái này. Đoạn video do Tiểu Trinh quay lại đã gây bão trên mạng xã hội, hashtag liên quan tới vụ việc thu hút tới 160 triệu lượt đọc trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ với hành vi biến thái của gã đàn ông. Bên cạnh đó, mọi người cũng kêu gọi chị em phụ nữ nên cẩn thận và biết cách bảo vệ bản thân ở nơi công cộng.